Chương 17. Mặc dầu được tôn làm quốc sư, song Ngọc Lâm không có ý niệm cho đó là vinh dự. Mấy năm gần đây, bao nhiêu tai nạn nghiệp chướng dồn dập xảy đến đã khiến ngài thể nghiệm được giáo lý của Đức Phật một cách sâu xa. Hoàng cung tráng lệ nguy nga, cao lương mỹ vị đối với ngài chẳng khác gì người gỗ ngắm chim hoa, thanh danh lợi lộc không làm ngài động tâm. Sau khi được tôn làm quốc sư, trí tuệ và lòng từ bi của ngài càng tăng thêm. Tính tình hiếu thắng và ngạo nghễ của tuổi trẻ giờ đây cũng đã tan thành mây khói. Bao nhiêu việc bất bình ở quá khứ và những năm tháng xa xưa giờ đây không còn làm bận tâm ngài. Hàng ngày, chuỗi tràng trong tay, tấm cà sa trên mình, ngài trông như một quả núi, không gì có thể lay chuyển, như một bông sen tỏa hương thơm phức. Sống trong hoàng cung, Ngọc Lâm quốc sư thấy mình đã ly khai với đời, ngài tưởng đến sư phụ và sư huynh, nhưng cung cấm thâm nghiêm nên dễ gì gặp được. Có lúc ngài nhìn những làn mây kéo tiếp nhau lướt qua khung cửa, bỗng ngài lại nhớ đến những việc đã qua khi ngài mới vào tướng phủ, rồi hôm Ngô sư gia kiếm chuyện ở Thiên Hoa Am, lại nghĩ đến nỗi khổ đau, oan uổng do chính chúng sinh gây nên, lòng ngài không khỏi cảm khái, nhìn trời than thở. Ngọc Lâm quốc sư sống cuộc đời lặng lẽ như dòng nước chảy lừ đừ ấy vào khoảng nửa năm. Một hôm, Nhân Thuận Trị hoàng đế vào thăm ngài, ngài nói: "Bệ hạ, ngày mai tôi định lên đường vân du các nơi, xin cáo từ bệ hạ trước." Thuận Trị hoàng đế ngạc nhiên, hỏi: "Quốc sư, có lẽ quả nhân có điều gì không phải? Tại sao quốc sư đi cho khổ thân?" Ngọc Lâm quốc sư biết nhà vua hiểu lầm nên liền giải thích: "Bệ hạ là vì vua mở nước, hùng tài, đức độ, không những thương yêu dân như con mà đối với Phật Pháp cũng hết lòng ủng hộ. Bệ hạ không có gì không phải cả, chỉ vì tôi nghĩ đến sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh của người xuất gia nên mới muốn đi các nơi hành hóa. Vậy xin quốc sư hãy thuyết pháp trong cung đã, khi nào pháp hội trong cung viên mãn, quốc sư muốn đi đâu, quả nhân xin cho người hộ tống." Ngọc Lâm quốc sư không biết làm thế nào, đành phải ở lại và bắt đầu mở hội giảng kinh Hoa Nghiêm. Khi giảng xong bộ Hoa Nghiêm, Thuận Trị hoàng đế sai sắp đặt các đồ hành trang, xếp vào mười mấy cái rương lớn và cho hơn 100 người đi theo quốc sư. Ngọc Lâm quốc sư từ chối một cách trang trọng: Bệ hạ làm thế này sẽ trái với lời Phật dạy. Khi xưa Phật Thích Ca bỏ ngôi thái tử đi xuất gia, lang thang đây đó chỉ có 3 tấm cà sa và một chiếc bình bát, bệ hạ cho tôi những thứ này mang theo để làm gì?" Thuận Trị hoàng đế giải thích: "Không, quả nhân không để cho quốc sư phải mang, đã có người đi theo quốc sư." "Người đi theo? Tôi cần người đi theo làm gì? Tôi đi các nơi để tiện hoằng pháp, nếu nhiều người đi theo không khỏi có chỗ phiền phức." "Vậy ít nhất quốc sư cũng phải cho 10 người đi theo để hầu hạ." Ngọc Lâm quốc sư lại trả lời một cách cương quyết và trịnh trọng: "Phật dạy 3 tấm cà sa và một chiếc bát là đủ rồi, không cần một người nào đi với tôi hết." Mặc dầu Ngọc Lâm quốc sư nhất định cự tuyệt, song Thuận Trị hoàng đế vì danh nghĩa của quốc sư, không thể để như thế được, nhà vua không nói gì thêm, chỉ cúi đầu làm lễ cáo lui. Sáng hôm sau, Ngọc Lâm quốc sư lặng lẽ ra khỏi hoàng cung, đi bằng cách nào, tuyệt không ai biết. Các thứ Thuận Trị hoàng đế sắp đặt để cúng dâng vẫn còn nguyên đấy, Ngọc Lâm quốc sư chỉ đem theo con dấu bằng vàng của quốc sư mà thôi. Thuận Trị hoàng đế biết không thể làm thay đổi được ý chí của quốc sư, đối với phong cách cao khiết của ngài, nhà vua lại càng kính ngưỡng hơn. Thuận Trị cũng không sai người đi đuổi theo quốc sư, nhưng lập tức truyền chỉ cho toàn quốc, báo cho các quan lại khắp nơi, hễ biết quốc sư hoằng pháp ở chỗ nào thì phải hết lòng giúp đỡ, và phải tâu về triều đình ngay. Thuận Trị hoàng đế tưởng nhớ quốc sư không lúc nào nguôi. Một hôm, có một nước nhỏ ở phương Nam đưa các đồ triều cống đến, trong đó có một chiếc quạt bằng ngà. Thuận Trị hoàng đế tự tay viết 4 chữ vào chiếc quạt, như trẫm thân lâm, quốc sư đến đâu tức là trẫm ở đó, đợi khi nào biết tin quốc sư ở đâu thì cho người mang đến dâng ngài. Vì nhà vua cho rằng nếu quốc sư mang theo chiếc quạt đó thì bất cứ đi tới đâu ngài cũng sẽ được đón tiếp long trọng. Sau khi rời hoàng cung, Ngọc Lâm quốc sư sống cuộc đời nay đây mai đó, một manh áo nâu, một đôi dép cỏ, vượt núi băng ngàn, dầm sương giải nắng, cất bước lãng du khắp miền Giang Nam, Giang Bắc, lúc vào tá túc trong cảnh Đại Tùng Lâm, cũng có khi yên giấc bên bờ sông hay sườn núi. Ngài đến thăm viếng các bậc lão hòa thượng để hỏi đạo, cũng có khi ngài tùy duyên thuyết pháp, dẫn dắt cho mọi người, nhưng không một ai biết vị sư trẻ tuổi, uy nghiêm ấy là quốc sư của đương triều. Dĩ nhiên cũng có nhiều người hoài nghi khi thấy tướng mạo phi phàm của ngài, song ngài lại càng cố tỏ ra quê mùa để người khác đừng chú ý. Có một lần ở chùa Thiên Đồng tại Triết Giang, ngài ngồi trong đám thính chính nghe vị thủ tọa hòa thượng thuyết pháp. Hòa thượng nói: "Một người xuất gia mà không để cho danh vọng, vinh hoa làm động tâm thì hiếm có lắm. Song nếu quá chán ghét và xa lánh danh vọng vinh hoa, thì cũng lại thành ra cố chấp hẹp hòi. Đối với đời, theo hạnh bi nguyện của Đại Thừa thì không nên chấp mà cũng không nên xa. Trong đám thính chúng đây, chắc thế nào chả có một người phi phàm từ phương xa đến, vị ấy hãy nên nghĩ lại, Phật Pháp tuy xa lì danh vọng và địa vị, song cũng có lúc phải nhờ danh vọng và địa vị để hoằng dương." Hòa thượng vừa nói vừa đưa mắt nhìn thẳng vào Ngọc Lâm quốc sư. Ngọc Lâm cúi đầu không dám nhìn lại vị hòa thượng chủ tọa,
nhưng những lời hòa thượng nói đã làm ngài xúc động, ngài biết những lời nói ấy rõ ràng ám chỉ vào ngài. Ngọc Lâm quốc sư không dám ở lại nữa, vì ngài không muốn những người đồng đạo trong tăng đoàn biết ngài là một vị quốc sư, bởi thế ngài lẳng lặng xách khăn gói lên đường. Dọc đường, hình ảnh và lời nói của vị thủ tọa hòa thượng cứ quay cuồng trong đầu óc ngài, điều đó ngài đã được nghe sư huynh Ngọc Lâm nói qua rồi. Ngài vẫn có biên nguyện và nhiệt tình đối với đời và chúng sinh, chỉ vì ngài biết là thời cơ hoằng pháp lợi sinh chưa đến. Song hiện giờ ngài đã được tôn làm quốc sư, ngài tự biết sức học của ngài không xứng đáng với chức vị ấy, giá như sư huynh trí tuệ và đạo đức đầy đủ, hoặc như vị thủ tọa hòa thượng tuổi tác và đạo đức cũng hiếm có mà đảm nhiệm chức vị ấy thì xứng đáng biết chừng nào. Khốn nổi, họ không muốn xuất đầu lộ diện, không muốn khoe khoang tài đức của họ. Ngày tháng thoi đưa, Ngọc Lâm quốc sư lê gót bốn phương trời, lần lửa đã 4 năm qua. Một hôm, ngài qua một nơi hẻo lánh, trời đã tối mà chung quanh thì không có một cảnh chùa hay làng mạc nào, ngài phải nghỉ lại dưới một gốc cây. Lúc ngài đang ngồi nhắm mắt tư duy, bỗng một bọn cướp đi ngang qua, thấy ngài, một tên giơ dao lên, nói: "Người là ai? Có tiền cho chúng ta vay tạm một ít tiêu đi." Dưới ánh trăng mờ, Ngọc Lâm quốc sư thấy bọn họ rất đông, nhưng ngài không hề bối rối sợ hãi, ngài chậm rãi nói: "Tôi là người lỡ đường, tiền không có mà trong người cũng chẳng có gì để biếu các ông, song nếu các ông chịu chấp nhận lời yêu cầu của tôi sẽ cho các ông một vật rất quý giá." Bọn cướp đồng thanh nói: "Yêu cầu gì? Nói mau." "Tôi yêu cầu các ông từ nay đừng làm giặc cướp nữa." Nghe xong, một tên hầm hầm hổ hổ nói: "Đừng láo, điều đó không thể được, không làm giặc cướp thì chúng ta làm gì?" Tên khác nhận ra Ngọc Lâm quốc sư là người xuất gia, y rất thán phục thái độ bình tĩnh của ngài, y gạt mọi tên khác ra rồi đến trước nói: "À, té ra ông là một vị sư, xin ông nói trước, chúng tôi không làm giặc cướp thì ông cho chúng tôi vật gì?" Ngọc Lâm vẫn cứ cứng rắn: "Tôi muốn các ông phải nhận trước với tôi là các ông sẽ không làm giặc cướp." "Không làm giặc cướp, chỉ cầu ông cho chúng tôi ăn, vậy ông có dám bảo đảm không?" "Tôi có một thỏi vàng, nặng chừng 2-3 cân, nếu từ nay các ông đừng đi ăn cướp, tôi sẽ cho các ông đem về bán đi, lấy tiền chia nhau làm vốn buôn bán mà sinh sống, đừng làm nghề tội ác ấy nữa, như thế có sung sướng không?" Bọn cướp đều nhận lời: "Thế thì tốt lắm, ông đưa ngay đây cho chúng tôi đều nhận lời." Ngọc Lâm yên lặng đưa con dấu bằng vàng ra, lúc giao cho tên đầu đảng, ngài nói với đồng bọn: "Tôi cần dặn trước các ông là khi nào đem bán thỏi vàng này, các ông phải cạo chữ ở trên mặt đi đã, đó là lòng tốt của tôi, bảo mấy ông biết trước, vì tôi không muốn các ông phải liên lụy." Khi bọn cướp hứa sẽ không ăn cướp nữa, Ngọc Lâm quốc sư rất hoan hỷ, ngài đưa ngay con dấu quốc sư có khắc mấy chữ Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Ngọc Lâm quốc sư cho bọn cướp. Ngài tự nghĩ dùng thỏi vàng ấy làm cho mấy chục người không còn gây tai hại cho xã hội, không cướp bóc những khách đi đường thế là đáng giá lắm rồi. Sau khi được thỏi vàng, bọn cướp cười nói huyên thuyên một hồi rồi đi. Trên vòm trời, mặt trăng lẫn khuất sau đám mây, mấy vì sao lấp lánh tỏa ra một ánh sáng mờ mờ, bốn bề tịch mịch, không một tiếng động. Ngọc Lâm quốc sư lại ngồi yên lặng dưới gốc cây như không có gì vừa mới xảy ra. Sau khi về tới sào huyệt, bọn cướp dở vàng ra xem, đó là một con dấu bằng vàng, hình vuông, sáng chói, mấy tên viết chữ, xem con dấu rồi hoảng hốt kêu lên: "Ái chà, đây là bậc thầy của thiên tử. Các anh có nhìn rõ mấy chữ Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Ngọc Lâm quốc sư trên con dấu không?" "Chết rồi, chúng ta đã ăn cướp quốc sư, thật tội phanh thay rồi." "Không phải đâu, đừng nói bậy, tôi xem ông ta không có vẻ là quốc sư, nghe tiếng của ông ta thì người chỉ khoảng gần 30 tuổi thôi. Quốc sư đâu có đến chỗ núi non hẻo lánh này làm gì, tôi xem lão ta có lẽ cũng là đồng nghiệp của chúng mình, chắc lão đã lấy được ấn vàng của quốc sư, định đem vào núi giấu thì không may lại gặp chúng mình, sợ quá nên phải giao lại cho chúng mình chăng?" Bọn cướp cứ bàn tán phân vân, sau tên đầu đảng là Vương Đức Thịnh giơ hai tay lên bảo mọi người im lặng, rồi y nói: "Các huynh đệ, chúng ta thật coi trời bằng vung, dám cướp ấn vàng của quốc sư, triều đình mà biết, thì liệu đời chúng ta còn không? Giữa đường gặp quốc sư mà ta cũng không vái chào, thật có mắt cũng như mù. Bây giờ chúng ta lại đến, nhất định quốc sư còn đây, nếu thật là quốc sư, chúng ta hoàn lại ấn vàng, và xin thờ ngài làm thầy, bằng không, cũng nên buông tha người, vì đó chỉ là một người tu hành, không biết ý anh em thế nào." Mọi người đều giơ tay tán thành, thậm chí còn có người nói: "Nếu quả thật được gặp quốc sư thì từ nay y sẽ bỏ nghề ăn cướp, và xin thế phát đi tu." Núi rừng trùng điệp, cây cối um tùm ngoài tiếng gió rì rào qua các kẽ lá ra, không một âm thanh nào khác, bọn cướp cũng đi trong yên lặng, không ai dám nói một lời, những ý niệm độc ác, hung tàn, giờ đây đã biến thành những ý niệm hiền lương nhân đạo, lúc ấy họ không còn là những kẻ giặc cướp, mà là một đoàn người xuyên qua núi rừng để đi cầu đạo, họ đều mang một tấm lòng kính cẩn, khẩn thành, mong được bái kiến một đấng quốc sư. Khoảng đường không phải gần gũi, vừa đi vừa về cũng tới 50-60 dặm,
Lúc bọn cướp vừa trở lại đến chỗ quốc sư đang ngồi thì từ góc trời phía đông cũng bắt đầu hừng sáng, bình minh đã xuất hiện. Mọi người thấy Ngọc Lâm quốc sư vẫn còn ngồi đấy, họ quỳ xuống, cúi đầu, run sợ hỏi: "Ngài có phải là đương triều quốc sư?" Ngọc Lâm quốc sư thấy vẻ kính cẩn của họ, biết họ đến để ăn năn thú tội, nhưng ngài thấy hơi khó trả lời câu hỏi của họ, vì từ khi rời khỏi hoàng cung cho đến nay vẫn chưa ai biết ngài là quốc sư, chỉ mới có vị thủ tọa hòa thượng ở chùa Thiên Đồng nhờ có thần thông mới biết, song ngài cũng không dám nhận, mà cáo biệt ngay. Mấy năm nay, sống cuộc đời trôi nổi, lang thang khắp đó đây, ngài chưa dám cho ai biết ngài là quốc sư, sợ làm náo động lòng người. Nhưng giờ đây, bọn cướp hỏi ngài, ngài tự nghĩ không nói không được. Bởi thế sau một phút ngần ngừ, ngài đáp: "Phải, ta chính là Ngọc Lâm quốc sư của đương kim thiên tử, song các người không được nói cho người khác biết, sợ làm trở ngại việc vân du của ta." Tên đầu đảng Vương Đức Thịnh kêu lên thất kinh: "Quốc sư, chúng con có mắt như mù, không biết quốc sư đến, muôn vạn tội chết, cúi xin quốc sư rủ lòng từ bi xá tội cho chúng con, và cho chúng con được theo làm đệ tử." Vương Đức Thịnh nói xong, tất cả đồng bọn đều quỳ xuống, ai nấy đều khẩn cầu: "Chúng con đều xin quốc sư rủ lòng thương nhận chúng con làm đồ đệ." "Ngọc Lâm quốc sư, điều đó không được, không thể vừa là đệ tử Phật, vừa là giặc cướp. Chúng con đã hối cải, chỉ mong được quốc sư nhận làm đồ đệ, chúng con sẽ theo quốc sư đi xuất gia, thề không trộm cướp nữa." Vương Đức Thịnh đại biểu cho cả bọn tuyên thệ, sau đó, bọn cướp đồng thanh lặp lại: "Phát nguyện xuất gia, thề không trộm cướp." Ngọc Lâm quốc sư thấy khó xử: "Theo ta xuất gia, chính ta cũng không có chùa cảnh gì cả, ta đi hành hóa, chính hoàng thượng cũng không biết đi đâu." Bọn cướp tỏ ra rất cương quyết nói: "Chỉ mong quốc sư thu nhận cho chúng con xuất gia, chúng con sẽ biến sào huyệt của chúng con thành một cảnh chùa, thỉnh quốc sư trụ trì để dạy bảo chúng con tu hành, trên núi có đất đai, chúng con sẽ ra sức trồng trọt để sinh sống." Ngọc Lâm quốc sư rất vui mừng: "Ngài tự nghĩ độ cho người thiện tu hành thì dễ rồi, còn độ cho kẻ ác tu hành mới khó, mà hiện giờ những kẻ cướp tỏ ý ăn năn, lại phát nguyện xuất gia, ngài không thể bỏ chúng sinh, bởi thế ngài nói rõ những giới điều mà một người xuất gia phải tuân theo cho họ nghe, họ đều tỏ lòng ưng thuận, vâng theo, cho nên Ngọc Lâm quốc sư nhận lời thỉnh cầu của họ." Trời đã sáng hẳn, chim chóc kêu ríu rít trên cành cây, từ phương đông, vườn hồng đang nhô lên, tất cả như đang ca ngợi và đón mừng cuộc đời mới của bọn cướp. Ngọc Lâm quốc sư đứng dậy, mọi người, Tiền Hô, Hậu Ủng, đưa ngài lên núi. Khi đến sơn trại, việc đầu tiên mà Ngọc Lâm quốc sư bảo bọn cướp làm là biến ngay căn nhà hội họp của họ thành Đại Hùng Bảo Điện để thờ Phật, rồi sau mới đến các việc khác. Mọi người đều hớn hở, Ngọc Lâm quốc sư cũng hoan hỷ, ngài nhận thấy sơn trại đó có thể kiến thiết thành một nơi tùng lâm. Sau khi căn nhà hội họp được đổi thành Đại Hùng Bảo Điện, Ngọc Lâm quốc sư hỏi Vương Đức Thịnh về tình hình trong núi, ở vùng này có bao nhiêu người? Vương Đức Thịnh đáp, có tất cả 74 người. Núi này kêu là núi gì? Vì cách xa dân chúng quá, nên núi này gần như không có tên. Cách đây 4 năm, khi chúng con đến quần tụ ở nơi này, chúng con mới gọi là núi Quần Anh. Con hãy may lấy gấp 74 chiếc áo nâu, hôm nay là ngày 14 tháng 8, đến ngày 19 tháng 9 ngày kỷ niệm xuất gia của Bồ Tát Quan Âm, thầy sẽ làm lễ thế pháp, quy y cho các con. Vương Đức Thịnh cung kính vâng lời. Ngọc Lâm quốc sư cho triệu tập tất cả mọi người đến rồi bảo họ từ đây về sau gọi núi này là núi Chính Giác, chùa đặc hiệu là chùa Chính Giác. Ngài lại phân chia cho họ mỗi người một chức vụ trong chùa. Ngài còn đặt pháp danh cho họ, Vương Đức Thịnh được gọi là Giác Đạo. Ngài khuyến khích họ ra sức khai khẩn đất đai, trồng trọt hoa trái và rau dưa, ai cũng vui lòng theo Ngọc Lâm quốc sư sống cuộc đời tu hành thanh đạm. Ngọc Lâm quốc sư ở đấy thấy lòng rất giải thoát. Chương 18. Thời gian như một dòng nước lặng lẽ trôi qua, Ngọc Lâm quốc sư sống với hơn 70 đồ đệ trên núi Chính Giác. Họ hết lòng tôn kính ngài, luôn vâng theo những điều ngài chỉ dạy. Từ sau ngày thế pháp quy y, họ đã thay đổi hoàn toàn, cố gắng tu học để gột rửa thân tâm. Tiếng mõ sớm chuông chiều từ chùa Chính Giác vọng lên giữa một khoảng rừng núi âm u hùng vĩ, như để thức tỉnh những kẻ lầm đường lạc lối, trở về với đạo Chính Giác. Ngọc Lâm quốc sư thường ngày thuyết pháp cho họ nghe để mọi người được tắm gội trong ánh từ quang của Tam Bảo. Giờ đây, họ không còn cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy yên vui, không còn tham giận, chỉ thấy hòa bình. Ngọc Lâm quốc sư sống với họ thấm thoát đã được 2 năm. Một hôm Giác Đạo đi chợ về, lên nói với Ngọc Lâm quốc sư: "Bạch sư phụ, hôm nay con thấy trên cửa thành An Khánh dán một tờ thánh chỉ của Thuận Trị Hoàng đế, nói rằng Thuận Trị Hoàng đế tưởng nhớ quốc sư nên truyền chỉ cho toàn quốc để kính thỉnh quốc sư về kinh, lại ra lệnh cho các quan lại khắp nơi, hễ thấy quốc sư ở đâu, phải sắp đặt kiệu võng trước quốc sư về."
Ngọc Lâm quốc sư chú ý nghe nhưng không nói gì cả. Giác Đạo lại tiếp: Bạch sư phụ, trong hai năm qua, trừ việc cần phải đi mua dầu, muối ra, thì chúng con rất ít xuống đồng bằng. Nhưng mỗi lần xuống, chúng con thỉnh thoảng lại nghe thấy người ta kháo nhau rằng, núi Chính Giác vốn là sào huyệt của những Tây Tổ giặc cướp, từ sau khi có một vị du tăng đến hóa độ, bọn cướp đã cải tà quy chính, họ rất khen ngợi sự tu hành của chúng con, và ca tụng đức hạnh của sư phụ. Tin ấy càng truyền rộng và các tín đồ ở An Khánh đều biết hết, nghe đâu, họ cũng sắp kéo nhau lên đây lễ bái sư phụ. Nghe xong, Ngọc Lâm quốc sư chỉ gật đầu rồi mỉm cười chứ không nói chi cả. Dĩ nhiên trong tâm ngài đã có chủ ý riêng. Một hôm, Ngọc Lâm quốc sư cho triệu tập tất cả đồ đệ ở giảng đường, rồi với nét mặt hiền từ, giọng nói trìu mến, ngài nói với mọi người: Thầy có duyên ở đây với các con đã được 2 năm rồi, các con đều ngoan ngoãn, biết an phận nghèo, vui việc đạo, thầy rất vui mừng khi thấy các con đã tiến bộ nhiều trên bước đường tu học. Nhưng bổn phận người xuất gia là phải hoằng pháp lợi sinh, thầy không thể ở yên một chỗ với các con mãi mãi, thầy vẫn còn có nhiều việc phải làm. Hiện giờ, Hoàng thượng muốn gặp thầy, lúc đầu ngài có hứa với thầy là trị nước 10 năm, chấn hưng Phật giáo 10 năm, ngày mai thầy sẽ hạ sơn để về kinh trước, nếu không các quan địa phương biết lại đón với trước thì phiền phức lắm. Sau khi thầy đi, các con phải cố gắng tu học như thường, tất cả các việc các con phải theo giác đạo. Thầy từng nói với các con là sư phụ của thầy đã già rồi, ngài rất ít đi đâu, nhưng thầy còn có sư huynh Ngọc Lam, đạo hạnh của người cao xa hơn thầy nhiều, nếu thầy gặp được người, thầy sẽ mời người đến đây dìu dắt các con. Các con không được đi cầu danh lợi, không được nói với ai thầy là sư phụ của các con, không được nói với ai các con là đồ đệ của quốc sư, người xuất gia tu hành phải bỏ hết ý niệm quyền uy thế lực. Ngọc Lâm quốc sư nói làm cho mọi người cảm động, họ biết sư phụ về kinh để hoằng pháp độ sinh, họ vừa mừng rỡ vừa buồn rầu. Vẫn như xưa, một manh áo nâu, một đôi dép cỏ, một gói cà sa, một chiếc bình bát, Ngọc Lâm từ từ xuống núi. Khi ngài được suy tôn làm quốc sư trong hoàng cung, ngài không có thêm một vật gì. Lúc đi chu du hành hóa, ngài cũng không bớt đi vật gì. Sau khi từ giả các đồ đệ trên núi Chính Giác, ngài không vội vàng về kinh ngay, dọc đường hễ gặp duyên, ngài không quên giáo hóa chúng sinh, nhưng ngài vẫn không muốn cho ai biết ngài là quốc sư. Từ núi Chính Giác đến thành An Khánh chỉ có 2 ngày đường, thế mà Ngọc Lâm quốc sư đi mất hơn 10 hôm, mỗi khi thấy ngôi chùa nào là ngài lại ghé vào vãn cảnh. Khi đến thành An Khánh, ngài vào nghỉ trong một ngôi chùa. Ở đây, ngài được biết một tin rất mừng, cách đấy vài 3 hôm, các tín đồ ở An Khánh lên lễ trên núi Chính Giác về nói rằng, vị tân trụ trì chùa Chính Giác hiện nay là Ngọc Lâm đại sư, sư huynh của Ngọc Lâm quốc sư, rằng họ đã quy y đại sư rồi, và dân chúng ở An Khánh đang náo nức sửa soạn lên chiêm bái sư huynh của quốc sư. Nghe tin ấy, Ngọc Lâm quốc sư vô cùng hoan hỷ, tự biết sư huynh cố ý lánh ngài, song tất cả công việc của ngài đã được sư huynh giúp đỡ rất nhiều. Chẳng hạn lần này, sư huynh không đến sớm hẳn mà cũng không đến muộn hẳn, nhằm đúng lúc ngài rời khỏi núi Chính Giác thì sư huynh mới đến. Ngài tự nghĩ núi Chính Giác cũng cần phải có một người đạo cao đức trọng như sư huynh ở để lãnh đạo đám đồ đệ của ngài. Nhìn qua tình hình thì một ngày gần đây sẽ có rất nhiều các vị khách tăng đến chiêm bái trên núi Chính Giác, mà vấn đề lương thực trên núi thì Ngọc Lâm quốc sư đã biết rõ, ngài cảm thấy rất băn khoăn cho sư huynh Ngọc Lâm. Ngọc Lâm quốc sư lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình về kinh. Hôm ấy đang đi, ngài gặp một đoàn xe bò hơn 10 chiếc chở đầy hàng hóa đều viết mấy chữ núi Chính Giác. Ngọc Lâm quốc sư hoài nghi, liền hỏi một người phu đánh xe: Các anh chở các thứ gì trên xe và chở đi đâu vậy? Anh phu xe đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán, đáp: Bạch sư phụ, chúng tôi chở lương thực và các thứ cần dùng hàng ngày, chả là có một vị đại sư tên là Ngọc Lâm đến Thiên Hoa Âm khuyến hóa ni cô giác chúng, bởi thế ni cô cho chúng tôi chở các thứ này đến núi Chính Giác. Bạch sư phụ, có phải sư phụ từ núi Chính Giác về không ạ? Từ đây đến núi Chính Giác còn bao xa ạ? Nghe xong, bao nhiêu tâm tình phức tạp lại thay nhau nổi lên trong đầu óc Ngọc Lâm quốc sư, ngài vừa vui mừng, vừa cảm kích, lòng nhớ tưởng Ngọc Lâm và giác chúng càng tăng thêm. Nhưng ngài thản nhiên nói với người phu xe: Từ đây đến núi Chính Giác còn chừng 2-3 ngày đường nữa thôi, nhờ anh nói hộ Ngọc Lâm đại sư là sư đệ người gửi lời kính thăm. Anh phu xe chẳng biết là mô tê gì, song cũng cứ dạ dạ vân vân, Ngọc Lâm quốc sư bảo họ đi và ngài cũng cất bước. Ngọc Lâm quốc sư muốn đến Thiên Hoa Am thăm giác chúng để khuyến khích nàng tinh tiến trên đường học đạo, trong lòng ngài cũng cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao đối với việc xuất gia của giác chúng. Từ khi xa cách giác chúng đã 5-6 năm nay, ngài chưa gặp lại nàng lần nào, không biết đời sống của giác chúng trong mấy năm nay ra làm sao. Ngọc Lâm quốc sư dĩ nhiên cũng có lúc nghĩ đến vấn đề đó, hiện giờ vì thấy giác chúng cho chở các thức ăn đến cúng sư huynh Ngọc Lâm, ngài mới nảy ra ý nghĩ về thăm nàng một lần, nhưng liền sau đó, ngài lại buông một tiếng thở dài rồi bỏ ý định ấy. Vì không đến thăm giác chúng nên Ngọc Lâm quốc sư nhắm thẳng đường đi Bắc Kinh. Ngày qua ngày, đi rồi nghỉ, nghỉ rồi lại tiếp tục lên đường,
Một hôm ngài ngồi trên một chiếc thuyền ngược dòng sông. Trên thuyền có ít hành khách, gió yên sóng lặng, bầu trời xanh ngắt. Ngọc Lâm quốc sư tay cầm chuỗi tràng, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Thỉnh thoảng ngài ngừng niệm Phật nhìn xuống mặt nước. Ngài hồi tưởng 5-6 năm về trước, cũng vì đáp thuyền qua sông mà may mắn gặp Thuận Trị hoàng đế, rồi được tôn làm quốc sư. Hết thảy việc đời hình như đều do nhân duyên xếp đặt. Ngài không tránh khỏi những cảm xúc mang mang. Lúc đó có một chàng thanh niên đến ngồi bên cạnh ngài. Ngọc Lâm quốc sư nhanh nhẩu hỏi: Đạo hữu, xin đạo hữu cho biết quý danh và đạo hữu đi đâu đây? Tôi có theo Phật giáo đâu mà là đạo hữu của sư thầy. Tôi là môn sinh của Khổng Phu Tử, họ Mã, đi Bắc Kinh. Chàng thanh niên trả lời cộc lốc, bất lịch sự. Nhưng Ngọc Lâm quốc sư không hề thay đổi nét mặt, trái lại, ngài mỉm cười một cách dịu hiền, rồi đổi câu nói: À, may quá thưa anh, tôi cũng đi Bắc Kinh, cùng đường được nấp bóng anh. Thưa, anh đi Bắc Kinh có việc gì ạ? Chàng thanh niên họ Mã dương đôi lông mày đen rậm lên rồi cười một cách khinh khỉnh, đáp: Đi thi. Chúc anh thành công. Chàng thanh niên cũng tò mò hỏi: Thế sư thầy về Bắc Kinh có việc gì? Hoàng thượng mời tôi về. Nói khuếch nói khoác, hoàng thượng mời sư thầy về làm gì? Tôi là quốc sư của hoàng thượng, đã xa cách 5-6 năm nay, giờ muốn về thăm. Sư thầy lại càng nói láo. Đương triều thiên tử tôn thầy làm quốc sư, sao anh lại mắng người như vậy? Anh hỏi tôi cứ thật thà trả lời, người tu hành không nói dối, ai dối anh làm gì? Ngọc Lâm quốc sư thấy anh chàng thanh niên không có lễ độ, khinh thường người tu hành, ngài cũng hơi thấy khó chịu. Người tu hành không nói dối, sư thầy mà lại là quốc sư, ai có thể tin được, tôi xem sư thầy chỉ có vẻ là một vị sư gàn dở. Anh chàng họ Mã tuy cũng thấy Ngọc Lâm quốc sư rất đạo mạo không phải là người tầm thường, song nhìn manh áo lam lũ của ngài mà bảo là quốc sư thì dù sao cũng khó tin. Trong cái xã hội xưa cũng như nay, người ta chỉ phán đoán người khác qua phục sức bên ngoài. Ngọc Lâm quốc sư thấy chàng thanh niên có vẻ vô lễ, ngài nghĩ nên cho anh ta một bài học để làm gương cho những bọn thanh niên có tâm kiêu mạn, kinh người sau này. Sau khi có ý định ấy, Ngọc Lâm quốc sư tươi cười nói với anh chàng họ Mã: Này anh, tin hay không là tùy anh. Trong đám mắt cá có hạt châu mà không nhận ra, một người về kinh ứng thí để cầu công danh mà không biết đương triều quốc sư là ai, một người đã không biết gì về quốc gia đại sự như thế thì làm sao mong chiếm được bản vàng. Nghe xong, chàng thanh niên hết sức phẫn nộ, anh ta dương đôi mắt, nét mặt hầm hầm, thốt ra những lời sỉ vả. Ông sư điên, đừng nói bậy, trong ông là một kẻ cùng khổ thế này mà mơ ước làm quốc sư. Nếu ông mà là quốc sư thì thằng họ Mã này không đi thi nữa, tự nguyện theo hầu hạ ông 3 năm. Sao đừng hối? Ngọc Lâm quốc sư hỏi. Không bao giờ hối, đại trượng phu nói một lời như đinh đóng cột. Giả sử ông không là quốc sư thì sao? Nếu không là quốc sư, tôi cũng tình nguyện đi xách tráp cho anh 3 năm. Sao ông không hối? Tôi cũng quyết không hối, người tu hành miệng lưỡi như hoa sen, nói một lời là một lời. Con thuyền trên dòng sông thuận gió xuôi buồm, một người tu hành và một người thế tục đã quyết định xong. Ngọc Lâm quốc sư càng nghĩ càng tức cười, thật ra anh chàng thanh niên có nhận chân được ngài là quốc sư hay không, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Song nếu không làm thế thì làm sao dạy được bọn thanh niên, khiến họ đừng nhìn người bằng nửa con mắt. Tăng đoàn Phật giáo vì không chú ý đến sự trang diện bề ngoài nên thường bị xã hội coi khinh, gặp cơ hội không thể không cải chính quan niệm lệch lạc ấy. Mấy hôm sau, họ lên bờ và cũng nhắm về hướng Bắc Kinh. Lúc đó vào mùa thu, năm Thuận Trị hoàng đế thứ 11, gió thu hay hẩy, bụi vàng cuốn lên từ thành Bắc Kinh. Ngọc Lâm quốc sư và chàng thanh niên họ Mã đã tới cửa thành. Ngọc Lâm quốc sư ung dung và đỉnh đạt tiến về hoàng cung, thỉnh thoảng một trận gió lại lùa vào vạt áo của ngài làm cho tung lên. Chàng họ Mã theo sau ngài, càng đi lòng chàng càng thấy bồn chồn, hồi hộp, vừa sợ vừa ngờ. Đằng trước, Ngọc Lâm quốc sư lúc này đúng là một vị đại sư, cái phong độ uy nghi ấy không còn giống với lúc ngài ngồi dưới thuyền nữa, thật chàng đã hiểu lầm. Khi đến cửa cung, các quan thị vệ lập tức vào tâu Thuận Trị, nghe tin báo Thuận Trị hoàng đế trị vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, ra lệnh cử chung trống, rồi thân ra tận cửa đón trước quốc sư. Lúc thị vệ vào tâu, Ngọc Lâm quốc sư nói với chàng họ Mã: Hãy bảo dạng, khi thấy hoàng thượng đừng có sợ, ở trong cung mà nhút nhát không được đâu. Anh chàng không thốt lên được một lời nào, bây giờ anh ta đã biết lai lịch của Ngọc Lâm quốc sư. Khi thấy Ngọc Lâm quốc sư, Thuận Trị hoàng đế quỳ xuống, quả nhân đảnh lễ quốc sư. Miễn lễ, chào là đủ rồi. Thuận Trị rước ngài vào cung, tỏ bày những nỗi nhớ tưởng trong mấy năm qua và mong rằng từ nay quốc sư sẽ không đi đâu, chỉ ở trong cung Tây Uyển để tiện đến hỏi đạo. Thuận Trị hoàng đế rất có tâm với Phật giáo, người đã phát nguyện tiến hành song song hai việc trị nước và chấn hưng Phật giáo. Lúc đó Thuận Trị thấy chàng thanh niên đứng bên quốc sư và run lẩy bẩy, liền hỏi quốc sư: Bạch quốc sư, người này là ai ạ? À, đây là Tiểu Mã, nó tình nguyện theo hầu hạ tôi 3 năm, hiện giờ là thị giả của tôi. Vì chưa được thấy hoàng thượng bao giờ nên run sợ thế kia.
Tiểu Mã, ra lạy hoàng thượng đi. Tiểu Mã lại càng hoảng hồn, bắt buộc phải ra trước. Vạn tuế, Tiểu Mã xin khấu đầu bái kiến vạn tuế, vạn vạn tuế. Thuận Trị hoàng đế rất hài lòng khi biết Tiểu Mã là người hầu của Ngọc Lâm quốc sư, bèn mỉm cười nói với Tiểu Mã. Tiểu Mã, ngươi phải chăm chỉ hầu hạ quốc sư, nếu ngoan ngoãn ta sẽ thưởng, bằng không, ta sẽ xin quốc sư cho ngươi nghỉ. Tiểu Mã lại dập đầu và luôn mồm vân vân, dạ dạ. Ngọc Lâm quốc sư cười thầm, ngài cho rằng con người không thích phục tòng trước đạo lý, nhưng cứ nhất định phải trước quyền thế mới chịu cúi đầu. Cái khí khái kiêu mạn của Tiểu Mã mấy hôm trước không biết bây giờ biến đâu mất. Thậm chí lúc này anh ta còn đưa con mắt van xin nhìn Ngọc Lâm quốc sư như để khẩn cầu ngài cứu mạng cho. Ngọc Lâm quốc sư không nghĩ đến việc Tiểu Mã nữa, ngài bắt đầu thảo luận với Thuận Trị về các vấn đề như Phật giáo có thể bổ khuyết những chỗ thiếu sót của chính trị, Phật giáo có thể an định xã hội và nhân tâm, Phật giáo có thể cải thiện đời sống của dân chúng, vân vân. Nghe xong, Thuận Trị hoàng đế rất vui mừng, ông phát nguyện trở thành một người ngoại hộ Phật pháp chân thành. Ngọc Lâm quốc sư tán thán thành ý của nhà vua rồi trở về tịnh thất của ngài trong cung Tây Uyển. Chương cuối. Ngọc Lâm quốc sư tuy còn ít tuổi, song tài đức vẹn toàn, ngài lại có chí chấn hưng Phật giáo cứu độ chúng sinh, nên bất luận lúc nào ngài cũng cố dùng năng lực để ảnh hưởng đến Thuận Trị, muốn nhà vua phải xét đến nỗi khổ cực của nhân dân và thành tâm hộ trì Phật giáo. Thuận Trị hoàng đế cũng là một vị vua sáng suốt nhân từ, trên được Ngọc Lâm quốc sư chỉ dẫn, dưới có các hiền thần giúp đỡ, cho nên chính trị đầu đời nhà Thanh thịnh vượng, nước giàu dân mạnh và đâu đâu cũng ca khúc thanh bình. Đức tướng trang nghiêm của Ngọc Lâm quốc sư tràn đầy nhân tính rực rỡ. Trong cung mặc dầu ngài ít nói cười, song không ai là không tôn kính và cảm mến cái phong độ giản dị và hiền từ của ngài. 4-5 năm sống cuộc đời nay đây mai đó đã quen rồi, nay bỗng trở về hoàng cung, dĩ nhiên Ngọc Lâm quốc sư cũng có cảm giác không được tự nhiên. Ngài ngồi trong phòng trầm tư, nhưng phía ngoài có rất nhiều Ngự Lâm quân bao vây hộ vệ. Lúc ngài ra vườn hoa để tản bộ, những vệ binh ấy cũng theo xa xa sau ngài. Đã mấy lần Ngọc Lâm quốc sư bảo họ về nghỉ ngơi, nhưng họ đều nói là họ phụng mệnh hoàng thượng bảo vệ an ninh của quốc sư, không giờ phút nào họ dám xa quốc sư. Ngọc Lâm quốc sư đi đâu cũng phải tiền hô hậu ủng, người khác thì cho thế là oai hùng vĩ đại lắm, song đối với ngài đó chỉ là điều ràng buộc, con người vốn phải tự do, thế mà lại bị danh lợi quyền thế trói buộc. Vì chủ ý của Ngọc Lâm quốc sư là muốn hoằng dương Phật pháp nên phải nhẫn nại, đối với khổ nạn cũng phải nhẫn nại, mà đối với vinh hoa danh vọng cũng phải nhẫn nại, thân tuy sống trong cảnh nhung lụa, song tâm đừng tham luyến, thế cũng là tự tại rồi. Anh chàng thanh niên họ Mã đánh cược với Ngọc Lâm quốc sư dưới thuyền, lúc này thấy trên từ thiên tử dưới đến thần dân trong hoàng cung đều tôn kính ngài, chàng ta cũng bị quyền thế bắt phải tôn kính. Hiện giờ anh ta hầu hạ quốc sư, khi thì dâng trà, khi thì lấy nước, cái gì cũng phải làm đúng nghi lễ hoàng cung. Tuy bề ngoài phải kính cẩn, song anh ta cũng ức trong lòng. Chàng tự thấy bao nhiêu ước vọng khi ra đi đã tan thành mây khói, chàng về kinh ứng thí mục đích để lập công danh, mở đường tiến thủ, cũng mong đứng vào hàng ngũ cao áo rộng. Nào ngờ giữa đường chỉ vì mấy câu nói mà bỗng chốc trở thành anh thị giả của một người xuất gia, hàng ngày buôn màn, trải nệm, hầu hạ trước sau, thật không khác những kẻ tôi đòi. Dĩ nhiên là Tiểu Mã cảm thấy áo não và oán hận vô cùng. Vì muốn khắc phục lòng kiêu mạn, tự cao của Tiểu Mã mà Ngọc Lâm quốc sư phải để anh ta hầu hạ ngài. Nhưng thật tình ngài rất thương Tiểu Mã, ngài cho người đưa đến cấp dưỡng cho gia đình chàng 80 lạng bạc, song Tiểu Mã không hề vì thế mà cảm động, chàng không dám phản đối ngài, nhưng chàng tức với Phật giáo. Tức với tất cả mọi người xuất gia, chàng chỉ chờ cơ hội để trả thù cho nỗi nhục nhã của chàng. Thấm thoát 3 năm trôi qua, Ngọc Lâm không thấy nỗi lòng uất hận của Tiểu Mã. Ngài lấy đức từ bi đối với tất cả mọi người, ngài tưởng Tiểu Mã đã hết kiêu mạn nên ngài thấy cũng thương. Một hôm Ngọc Lâm quốc sư gọi Tiểu Mã đến hỏi. Tiểu Mã, con muốn làm quan không? Tiểu Mã cố nén uất hận và trả lời một cách thảm thương. Bẩm quốc sư, kẻ tiểu nhân này lúc đầu định về kinh, mục đích chỉ để cầu công danh. Đã thế để ta nói với hoàng thượng cho con một chức quan nhỏ. Cảm tạ quốc sư. Tiểu Mã cúi đầu trước Ngọc Lâm quốc sư. Ngài nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Tiểu Mã bằng cặp mắt hiền từ, ngài hỏi tiếp. Tiểu Mã, con có biết việc trọng yếu nhất của người làm quan là gì không? Bẩm quốc sư, việc trọng yếu nhất của người làm quan là phải phục vụ và yêu dân như con. Còn việc thứ hai, Ngọc Lâm quốc sư hỏi thêm. Xin quốc sư chỉ dạy, tiểu nhân sẽ tuân theo lời giáo huấn của quốc sư. Với giọng uy nghiêm và tha thiết, Ngọc Lâm quốc sư nói. Làm quan điều cần nhất dĩ nhiên là phải trung quân, ái quốc, chăm chỉ phục vụ và thương yêu dân, và thứ hai nữa là phải sửa mình, trau dồi đức tính, thành khẩn hộ trì Phật pháp để phát huy đạo đức, văn hóa, tạo thành một xã hội tốt đẹp, lành mạnh. Bẩm quốc sư, những việc ấy tiểu nhân có thể làm được.
Tuy Ngọc Lâm quốc sư cũng cảm thấy khó tin được lời hứa của Tiểu Mã, song ngài lại cho rằng con người giàu sao cũng có nhất điểm lương tâm, không nên hoàn toàn thất vọng, bởi thế ngài mới nói với Thuận Trị hoàng đế cho Tiểu Mã làm quan. Vì tôn kính quốc sư nên hoàng đế tuân lời ngay. Mấy hôm sau thì có thánh chỉ truyền xuống phong cho Tiểu Mã làm tuần phủ kiêm tổng đốc Hồ Bắc. Khi được biết tin ấy, Ngọc Lâm quốc sư cho rằng Tiểu Mã không xứng đáng với chức vụ đó, song thánh chỉ đã phê chuẩn, nói ra không tiện. Vào đời nhà Thanh, làm quan ở kinh đô chẳng có uy quyền gì cả, không hống hách với ai được, còn nếu bổ đi các tỉnh nhỏ thì tha hồ mà cởi đầu, cởi cổ dân, tác uy tác phúc. Cho nên, ai làm quan cũng mong được bổ đi các tỉnh, lúc đó trời thì cao, vua thì xa, muốn làm gì thì làm. Bởi thế, khi biết mình được bổ nhiệm tuần phủ Hồ Bắc, Tiểu Mã vui sướng gần như phát điên. Tiểu Mã lên đường nhậm chức. Khi tới Hồ Bắc, lúc đầu Tiểu Mã vẫn chưa dám có hành động ngang ngược, nhưng dần dần hiểu rõ tình thế trong quan trường, Tiểu Mã ra mặt phản đối Phật giáo, nhất là hôm đến chùa Quy Nguyên, một cảnh chùa danh tiếng ở Hồ Bắc, hòa thượng trụ trì không đặc biệt tiếp đãi Tiểu Mã nên anh chàng lại càng ghét những người xuất gia. Tiểu Mã liền ra các mệnh lệnh rất hà khắc đối với những chùa chiền, các sư xưa này vốn theo hạnh từ bi, trong lòng tuy bất mãn với quan tân tuần phủ, song họ không hề tỏ hành động phản kháng bên ngoài, bởi thế Tiểu Mã người đã từng 3 năm hầu hạ Ngọc Lâm quốc sư càng làm tới, chàng dựa vào danh nghĩa xây khổng miếu để hạ lệnh phá hủy chùa Quy Nguyên, tất cả các sư trong chùa đều bị trục xuất. Lúc này Tiểu Mã đã nắm được quyền hành trong tay, chàng không còn nhớ gì đến Ngọc Lâm quốc sư và cũng đã quên hết những lời ngài dạy bảo về đạo làm quan. Chàng tưởng như nếu không gây được khó khăn cho Phật giáo thì chàng sẽ không thể tỏ ra con người vĩ đại. Lệnh phá chùa, đuổi sư của Tiểu Mã là một tin động trời, chàng ta cho rằng Thuận Trị hoàng đế và Ngọc Lâm quốc sư không thể biết được, thậm chí còn nghĩ rằng dù nhà vua và quốc sư có biết cũng không sao, vì chàng là một ông quan to trấn thủ một phương, hơn nữa chàng phá chùa để xây dựng khổng miếu, tôn thờ vị Vạn Thế Sư Biểu là hợp cách. Các vị trụ trì các chùa ở Hồ Bắc bàn tán xôn xao, họ không thể tưởng tượng được rằng một người đã từng hầu cận quốc sư mà lại có hành vi phản bội như vậy. Một hôm, Ngọc Lâm quốc sư đang ngồi tham thiền trong tịnh thất tại cung Tây Uyển, bỗng ngài thấy lòng nao nao động loạn, ngài không thể nào trấn tĩnh được, có lẽ việc gì rủi ro đã xảy ra. Ngài đứng dậy đi ra cửa cung, mà đi là đi, chứ ngài cũng không biết là mình đi đâu. Một lúc sau, ngài đến bờ sông, bên bờ sông có chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền một ông già đầu tóc bạc phơ đang giơ tay với ngài, lòng thúc giục, ngài cứ xăm xăm bước tới, cũng chẳng tưởng về cáo biệt hoàng đế. Và cũng như hơn 10 năm trước, ngài chẳng mang gì theo, chỉ cầm có chiếc quạt ngà trên có mấy chữ như Trẫm Thân Lâm mà nhà vua đã dâng cúng ngài, ngài lại yên lặng ra đi. Lên thuyền rồi, ngài đang định hỏi chuyện ông già, bỗng trời nổi gió, mây đen từ bốn phía kéo tới ùn ùn, phong ba bão táp, một con thuyền nan quay cuồng giữa dòng nước bạc, ông già chú hết tâm lực vào việc chèo lái, không còn thì giờ để nói chuyện với Ngọc Lâm quốc sư. Trong tình trạng nguy nan ấy, Ngọc Lâm quốc sư chỉ còn cách cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm che chở cho được thoát nạn. Điều đó không có nghĩa là ngài sợ nguy hiểm hoặc chết chóc, thực ra ngài không nỡ thấy ông già tuổi tác chết một cách oan uổng. Quái lạ, ông già cứ yên lặng, Ngọc Lâm quốc sư bất giác cũng hoài nghi, ông già vừa chèo thuyền, vừa đưa tay chỉ vào mồm, rồi lại xua xua tay, tỏ ý muốn nói với quốc sư ông là người câm. Lúc đó, Ngọc Lâm quốc sư mới biết tại sao ông già cứ yên lặng. Ngọc Lâm quốc sư xuống thuyền vào lúc hoàng hôn, hiện giờ thì màn đêm đã bao trùm cả vạn vật. Ngài ra đi vốn không có mục đích là đi đâu, mà chiếc thuyền lênh đênh trên sông, trôi theo chiều gió tựa hồ cũng không có bến bờ. Gió táp đã đưa con thuyền đi như một vị lưu tinh, trong khoảng một đêm đã băng qua mấy nghìn dặm và đến một nơi xa lạ nào. Ngọc Lâm quốc sư trả công ông già mấy lạng bạc nhưng ông lắc đầu, ông già lại trao cho quốc sư một bao giấy, đưa ngài lên bờ, chắp tay vái chào rồi chèo thuyền ra đi. Ngọc Lâm quốc sư quay lại để cảm tạ ông già thì lúc ấy con thuyền đã lướt theo dòng nước êm đềm. Không bao lâu, hình bóng ông già đã mờ dần trong khói sóng. Chờ cho bóng ông già khuất hẳn, lúc đó Ngọc Lâm quốc sư mới bóc bao giấy ra xem, trong bao ngài chỉ thấy có một mẩu giấy nhỏ, trên viết mấy hàng chữ nguệch ngoạc như sau: Ngọc Lâm nhờ tôi đến chùa Quy Nguyên ở Hồ Bắc có việc, về Thiên Hoa Am một lần, Hộ Pháp Vi Đà đang đợi ngài. Xem xong, Ngọc Lâm biết ngay là sư huynh Ngọc Lâm sai người đến, nhưng ngài không hiểu hết ý nghĩa trong mấy hàng chữ nói trên. Câu thứ nhất, ngài cho rằng ông già đó phải là bạn thân của sư huynh nên sư huynh mới nhờ đưa thuyền đến đón ngài. Câu thứ hai, chùa Quy Nguyên ở Hồ Bắc có việc là việc gì? Còn câu thứ ba thì rõ ràng rồi, nghĩa là sư huynh muốn ngài thăm giác chúng ở Thiên Hoa Am một lần. Song lúc ấy Ngọc Lâm quốc sư không muốn băn khoăn về ý nghĩa khúc mắc trong câu nói, ngài chỉ muốn tìm một người để hỏi đường xem đây thuộc về địa phương nào. Sau khi hỏi thăm thì ngài được biết nơi ấy thuộc địa phận Hồ Bắc, không cần suy nghĩ, ngài tìm ngay đến chùa Quy Nguyên xem việc gì đã xảy ra, nếu không ngài không thể yên tâm. Vả lại, trong khoảng một đêm ông già đã đi mấy nghìn dặm và lại áp thuyền cho ngài lên đúng nơi đây, thật là một việc ly kỳ.
Khi gần đến chùa Quy Nguyên, Ngọc Lâm quốc sư nhìn thì đó là một ngôi chùa đồ sộ nguy nga và rất quy mô, thảo nào cứ nghe người đồn Quy Nguyên là một tòa chùa danh tiếng. Nhưng khi vào hẳn cửa tam quan, ngài thấy cảnh tượng thật hoang tàn. Trước hết, ngài vào chính điện lễ Phật, rồi ngài định tìm một vị sư để hỏi chuyện, nhưng tìm khắp nơi trong chùa không thấy một vị sư nào cả. Đang lúc hoang mang thì ngài thấy một vị sư già yếu đang ngồi than vang trong góc một bức tường đổ, ngài liền đến vái chào rồi hỏi thăm. Bạch trưởng lão, tại sao trong chùa này không có tăng chúng? Vị sư già nhìn Ngọc Lâm quốc sư một chập, buông một tiếng thở dài não nuột, rồi nói qua một giọng rất đau thương. Đại đức chắc từ xa mới đến nên không biết nỗi khổ của chúng tôi. Đạo cao một thước, ma cao mười trượng, đây là cái nạn của Phật giáo, ai bảo là chùa Quy Nguyên không có tăng chúng? Tăng chúng chùa Quy Nguyên đã bị ma lực đuổi đi rồi. Xin hỏi trưởng lão việc gì đã xảy ra ở đây? Chao ôi! Bạch Đại Đức, ngài vẫn chưa biết ngày mai này Mã Tuần Phủ Hồ Bắc sẽ đến phá hủy chùa Quy Nguyên để xây lại thành ngôi khổng miếu à? Tăng chúng trong chùa đều đi hết rồi, còn có mình tôi già yếu, ở lại đợi ngày mai, khi Mã Đại Nhân đến phá chùa, tôi sẽ đem cái thân già này liều chết với ông ta. Nghe xong, Ngọc Lâm quốc sư kinh hoàng, vị sư già nói đến Mã Tuần Phủ Hồ Bắc có phải tiểu mã chăng? Ngọc Lâm quốc sư đã giúp đỡ cho bao nhiêu người công thành danh toại, nhưng ngài không nhớ những việc đó nữa, hiện giờ nghe vị trưởng lão nói đến Mã Tuần Phủ Hồ Bắc, ngài mới sực nhớ đến tiểu mã. Nhưng Ngọc Lâm quốc sư muốn hỏi lại cho chắc chắn. Bạch trưởng lão, Mã Đại Nhân là người thế nào? Ái cha, nghe đâu cái ông muốn xuống địa ngục ấy đã từng là thị giả của Ngọc Lâm quốc sư, mà Ngọc Lâm quốc sư cũng muốn xuống địa ngục nốt, nếu không, tại sao ngài lại đi giúp đỡ tên đại ma vương ấy, tâu hoàng thượng cho nó làm tuần phủ đại nhân? Tôi già rồi, rất tiếc không còn được gặp Ngọc Lâm quốc sư, chứ nếu được gặp, tôi cũng sẽ liều sống chết với ngài một phen. Ngài có quyền thế, tôi đây chẳng có chi hết, nhưng tôi có thể lên trước Phật đài tố cáo ngài. Giọng vị trưởng lão chìm trong tiếng nấc khiến người nghe phải cảm động. Ngọc Lâm quốc sư thấy xấu hổ, ngài rất xúc động trước tấm lòng nhiệt thành vì đạo của vị trưởng lão, những lời trách ngài không sai, lẽ ra ngài không nên giúp cho một kẻ vô ân bạc nghĩa làm quan, nhất là chức quan to như thế. Ngọc Lâm quốc sư chỉ biết đem tâm tình ăn năn nói với vị trưởng lão. Bạch trưởng lão, ngươi nói thật đúng, Ngọc Lâm và Mã Tuần Phủ đều là những người không tốt nên mới khiến Phật giáo ở nơi này gặp nạn, nhưng xin ngươi đừng lo, tôi sẽ có cách làm cho Mã Tuần Phủ không dám đến phá chùa Quy Nguyên. Đại đức có cách, đừng nói chơi. Hòa thượng trụ trì và các thân sĩ địa phương đã dùng hết cách rồi nhưng cũng vô hiệu, nghe đâu ngày mai Mã Tuần Phủ đích thân đem quân sĩ đến phá chùa. Không sao, tôi không những cấm Mã Tuần Phủ không được phá mà còn bắt phải sửa sang lại chùa khác. Nhưng phải nhờ trưởng lão giúp tôi một việc mới xong. Sao đại đức nói cứng thế? Ngài muốn tôi làm việc gì? Nếu bảo tồn được ngôi tam bảo này thì dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng vui lòng. Giờ xin trưởng lão đi tìm ngay mấy người làm đến đây, cất một cái chòi cao giữa sân chùa để tôi ngồi trên ấy, rồi bên ngoài viết mấy chữ quốc sư ở đây thật to, thì dù Mã Tuần Phủ có cả gan đến mấy chăng nữa cũng không dám đụng đến một viên gạch ở chùa Quy Nguyên này. Ngài, ngài, là Ngọc Lâm quốc sư. Vị trưởng lão rất đổi ngạc nhiên và cũng rất hối hận những lời người vừa nói lúc nãy. Bạch trưởng lão, đó chỉ là hư danh thôi, không đáng quan tâm, vì bảo vệ Phật Pháp nên tôi mới phải nêu cái hư danh ấy lên. Phong độ đạo mạo và khiêm tốn của Ngọc Lâm quốc sư đã làm cho vị trưởng lão kính phục, vị sư già vui mừng và lập tức đi mượn người đến cất chòi, người sung sướng như đã được trông thấy Phật vậy. Hôm sau, khi chòi được cất xong, Ngọc Lâm quốc sư lên ngồi để chờ Mã Tuần Phủ đến. Không lâu, quả nhiên ngài thấy một đoàn chừng hơn 1000 quân sĩ đang từ xa tiến đến, Mã Tuần Phủ ngồi trong một cái xe có 8 người kéo. Gần đến chùa Quy Nguyên, Mã Tuần Phủ đã thấy chiếc chòi cao lừng lững trước chùa, lòng ông ta tự nghĩ hôm nay sẽ phá cho bằng hết. Ai còn cất chòi lên làm gì thế kia? Đến nơi, ông ta bảo dừng xe lại, bước xuống và đưa mắt nhìn lên chòi, ông ta thấy dựng tóc gáy và mồ hôi toát ra đầy mình. Ngọc Lâm quốc sư đang ngồi trên chòi, phía ngoài có mấy chữ quốc sư ở đây, Mã Tuần Phủ vội nằm phục xuống đất, hơn 1000 quân sĩ đứng há hốc miệng, vị trưởng lão thấy thế, nói lớn. Quốc sư ở đây sao các người không quỳ xuống để bái kiến? Nghe xong, quân sĩ vội vàng quỳ cả xuống, cảnh tượng lúc ấy trông như một triều đình có văn võ bá quan triều phục. Ngọc Lâm quốc sư bảo Mã Tuần Phủ, tiểu mã, ngẩng đầu lên. Quốc sư ở trên, tiểu nhân không dám ngẩng đầu. Ngươi là kẻ vô ân bạc nghĩa, không trọng chữ tín, ta nói với ngươi những gì, ngươi còn nhớ không? Xin quốc sư rủ lòng thương, tiểu nhân vẫn còn nhớ. Vẫn còn nhớ, thế hôm nay ngươi đem quân sĩ đến đây làm gì? Đó là, tội đáng chết của tiểu nhân xin cúi đầu, mong quốc sư mở lượng từ bi, tiểu nhân không dám có ý nghĩ phá chùa nữa. Từ nay trở đi xin nhiệt thành ủng hộ Phật Pháp, nếu không xin chịu tội hết. Tiểu mã, ta hẹn cho ngươi trong vòng nửa tháng,
ngươi phải sửa sang lại ngôi chùa này, trang hoàng các tượng Phật mà phí tổn người phải chịu hoàn toàn, không được trích của công, ngươi có chịu không? Dạ, tiểu nhân xin chịu trách nhiệm hoàn toàn, tạ ơn quốc sư. Tha cho ngươi lần đầu, lần sau mà còn hành động phá hoại Phật pháp, nhất định ta sẽ trị tội, thôi, cho vậy. Tiểu mã đứng dậy, rồi như mèo mất tay, cắm đầu kéo quân rút lui. Buổi chiều hôm ấy Mã Tuần Phủ đưa thợ nề, thợ sơn đến chùa Quy Nguyên, lúc này ông ta không còn dám hống hách. Vị trưởng lão thấy thế rất sung sướng và cảm động, tuy tuổi hạc của người hơn Ngọc Lâm quốc sư nhiều, song người mặc cà sa ra làm lễ cảm tạ quốc sư. Quốc sư từ chối và ngài cũng lung tay vái vị trưởng lão. Sau khi từ giả vị trưởng lão ở chùa Quy Nguyên, Ngọc Lâm quốc sư như hạt nổi mây ngàn, lại đặt chân lên đường muôn dặm. Hai năm trước, lúc Hòa Thượng Thiên Ẩn viên tịch, ngài trở về chùa Sùng Ân một lần, núi Chính Giác ngài vẫn nhớ, Thiên Hoa Am cũng không thể hoàn toàn lãng quên. Hình ảnh sư huynh Ngọc Lam và Ni Cô Giác chúng thường lẫn vẫn trong đầu óc ngài. Nhưng ngài chỉ nghĩ thế thôi chứ không có ý định đến gặp họ, người đã được độ rồi thì cần gì ngài phải đến, cõi đời còn biết bao nhiêu người đau khổ cô đơn, không người giúp đỡ, không ai an ủi, cho nên, ông cụ già chèo thuyền bảo ngài đến thăm Thiên Hoa Am, ngài thấy không cần thiết. Rời chùa Quy Nguyên, Ngọc Lâm quốc sư đi đến chùa Giang Thiên ở Kim Sơn, ngài giấu tên tuổi và ở lại đây tham thiền ít lâu, và cũng chính ở đây, ngài đã liễu ngộ thiền cơ. Năm ấy Ngọc Lâm quốc sư đã 63 tuổi, sau khi liễu ngộ, ngài thấy trên bước đường tu hành không còn gì có thể trở ngại, ngài liền chu du các nơi tùy duyên hóa độ chúng sinh. Ngài cứu giúp không biết bao nhiêu người thoát khỏi khổ nạn, ngài khuyến khích tăng độ đi vân du tham học để hỏi đạo. Mỗi khi gặp thiên tai, ngài tổ chức các cuộc cứu tế, ngài qua cả Nam Dương để cổ động phong trào truyền bá Phật giáo có tính cách quốc tế. Khi ở Nam Dương về, ngài đem theo một cây bồ đề nhỏ và hiện giờ vẫn còn ung tùng xanh tốt tại chùa Sùng Ân. Trong những năm Ngọc Lâm quốc sư đi chu du hành hóa, ngài nghe nói ở Thiên Hoa Am, giác chúng và các sư ni cũng thường mở hội giảng kinh thuyết pháp, nhất là hàng năm, cứ đến mùa đông giá rét, giác chúng lại mua gạo và quần áo phát cho những người nghèo khổ, điều đó làm cho Ngọc Lâm quốc sư hoan hỷ vô cùng. Núi Chính Giác đã trở thành một đại tùng lâm, có hàng trăm tăng chúng. Thế sự vô thường, đời người như mộng, cái thân hình đẹp đẽ tuấn tú của Ngọc Lâm quốc sư rốt cuộc cũng suy tàn già yếu. Mấy năm sau này, trông ngài như một vị theo đầu đà, một chiếc gậy, một gói cà sa, lang thang đây đó, không còn ai nhận ra ngài là Ngọc Lâm quốc sư. Một hôm ngài đến Giang Tô thì thấy trong mình mỏi mệt, cây già chắc phải cỗi, ngài đã biết trong mình. Do đó ngài lưu lại ở chùa Pháp Vương. Pháp Vương là một cảnh chùa đã suy đồi, ngài thấy rất thương tâm, ngài bèn quyết định đem tấm thân tàn để trùng tu lại chùa Pháp Vương mong gây chút pháp duyên cuối cùng. Ngọc Lâm quốc sư liền nói với thầy tri khách trong chùa. Bạch thầy tri khách, lão tăng xin tá túc mấy ngày. Thầy tri khách hỏi. Lão tăng ở đâu đến và sẽ định đi đâu? Từ chỗ không đến mà đến, và sẽ đi đến chỗ không đi. Thầy tri khách nói. Chùa chúng tôi nhỏ, không có thiền thất để tiếp lão tăng. Ngọc Lâm quốc sư đổi giọng nói. Tôi đâu? Xin cho nghỉ ở đây ít bữa. Lão tăng tuổi tác quá thế này, ngộ có mệnh hệ nào, bản tự lo liệu làm sao? Xin đừng lo, tôi có một chiếc quạt và hai phong thư, không những không phiền lụy đến quý tự, mà nơi đạo tràng này chắc chắn cũng nhờ đó mà được chấn hưng. Thầy tri khách bán tín bán nghi, nhưng là người đồng đạo không thể từ chối, cho nên thầy phải nhận lời của Ngọc Lâm quốc sư. Chưa được mấy hôm thì Ngọc Lâm quốc sư viên tịch. Ngài ngồi xếp bằng trên giường, tuy đã viên tịch, nhưng trông như người đang tham thiền. Vì thấy Ngọc Lâm quốc sư viên tịch một cách bất ngờ, chúng tăng trong chùa đều hoảng sợ, thầy tri khách vội tìm chiếc quạt và hai phong thư di chúc của ngài. Hai phong thư đó, một gửi cho sư huynh Ngọc Lam trên núi Chính Giác, một gửi cho giác chúng ở Thiên Hoa Am. Giác chúng và Ngọc Lam là những người thế nào? Trong chùa Pháp Vương không ai biết cả. Khi dở chiếc quạt ra coi thì thấy bốn chữ như Trẫm Thân Lâm và dưới mấy chữ có đóng con dấu bằng ngọc mang tên Thuận Trị Hoàng Đế. Đây là ai? Thuận Trị Hoàng Đế đã băng hà rồi, có lẽ vị khách tăng này là Ngọc Lâm quốc sư. Thầy tri khách kinh ngạc hỏi vị trụ trì và giám viện. Vị trụ trì cầm lấy chiếc quạt xem, rồi nói. Nếu ngài là quốc sư thì chúng ta không thể mở được hai phong thư di chúc này, chúng ta đâu được phép động đến vật của quốc sư. Vị trụ trì quyết định. Trên chiếc quạt của ngài đã có mấy chữ như Trẫm Thân Lâm, chúng ta không thể để ở đây được, phải đưa trình quan huyện địa phương, một mặt cho người cầm hai phong thư này tìm đến núi Chính Giác và Thiên Hoa Am để trao tận tay cho người nhận. Bạch Hòa Thượng, thầy tri khách nói với trụ trì, ngài thường nói hai phong thư và chiếc quạt này có thể giúp chúng ta trùng tu lại ngôi đạo tràng này. Ngài nói thế hả? Nếu thật là một vị quốc sư mà viên tịch ở cảnh chùa nhỏ bé này, điều đó là một vinh dự lớn cho chúng ta, ngài viên tịch mà còn làm ích lợi cho đạo, thật là một vị quốc sư đáng kính. Vị trụ trì vừa nói vừa đưa đôi mắt cung kính nhìn di hài của Ngọc Lâm quốc sư.
nhưng vị giám viện thì cảm thấy xấu hổ và trong lòng ân hận vô cùng. Xấu hổ, trong khi ngài đau yếu, chúng ta đã không săn sóc đến nơi đến chốn. Thầy tri khách nói về bệnh trạng của ngài. Tôi thấy như ngài đã biết trước ngày giờ viên tịch, ngài chẳng đau ống gì cả, vì quá già yếu nên trông chỉ có vẻ mỏi mệt mà thôi. Khi quan huyện Hoài An thuộc Giang Tô biết tin Ngọc Lâm quốc sư đã viên tịch ở huyện mình, tức khắc đưa hương án đến để tiếp trước chiếc quạt như trẫm thân lâm, rồi báo về triều đình. Không bao lâu thì tiếp được thánh chỉ của hoàng đế Khang Hy ra lệnh làm lễ quốc táng, lại phái đại thần trong triều về chủ tọa lễ quốc táng và trùng tu chùa Pháp Vương, xây tháp kỷ niệm Ngọc Lâm quốc sư. Ngọc Lâm quốc sư để lại hai phong thư cho Ngọc Lam và Giác Chúng, trong thư nói gì, điều đó không ai biết, người ta chỉ biết hôm làm lễ hỏa táng, Ngọc Lam, Giác Chúng, Giác Đạo và Đạo Hoàng, pháp danh của Thúy Hồng sau khi đã xuất gia, đều có mặt trong số 5 vạn người đến cử hành lễ hỏa táng. Hình hài của Ngọc Lâm quốc sư tan theo ngọn lửa trà tì bốc lên, nhưng tấm lòng vì đạo và thương người của ngài vẫn còn trong hai phong thư di chúc tồn tại với núi sông. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu chúc cho quý vị hữu duyên nghe được câu chuyện này, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, sớm lên được bờ giác. Hẹn quý vị ở câu chuyện tiếp theo.